Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu hùng cường của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc và câu chuyện cách mạng công nghệ 4.0 ở Việt Nam. Một trong những hội chứng dễ lây nhiễm trong giới chức chóp bu Cộng sản Việt Nam là thích phát biểu tao, đào to búa lớn, thích sử dụng ngôn ngữ thời thượng, các thuật ngữ khoa học công nghệ để tỏ vẻ sự hiểu biết và cập nhật của bản thân. Kỳ thực thì chẳng mấy ai trong số họ hiểu chuyên môn lĩnh vực đó là gì. Một trong những khái niệm thuật ngữ đang bị lạm dụng và gần đây nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong bất cứ các chỉ đạo báo cáo kinh tế xã hội ở mọi cấp ngành bây giờ lúc nào cũng thấy thuật ngữ này, kể cả những báo cáo cấp huyện và xã. Tuy vậy, điều kiện cơ bản và tiên quyết nhất để thực hiện được thành công một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là nền tảng khoa học kỹ thuật quốc gia và trình độ đội ngũ lao động thì chẳng có mấy thiên tài EQ của Đảng Cộng sản Việt Nam mô tê răng dứa. Ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc lúc nào cũng nói về mục tiêu hùng cường và việc nhất thiết phải thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. như một chìa khóa bắt buộc để thành công. Còn ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thì mới đây trước thềm đại hội tuyên bố mục tiêu tới năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, không rõ là cao với ai, cao là thu nhập bao nhiêu mỗi đầu người và phát triển ở mức độ nào, hay là chỉ cao hơn trong thời hợp tác xã ngày xưa mà thôi. Mấy cái khái niệm trong các báo cáo hội nghị nghị quyết của các ông ngày càng u minh minh. Thôi thì cứ cho mục đích của các ông ấy là tốt, dù điều đó cũng giống như các chóp bu tiền nhiệm trước đã tin tưởng tuyệt đối vào các sách lược kinh tế, khoa học cóp nhặt từ Liên Xô, Trung Quốc, cố gắng bắt chước để rồi con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, nó đã dài quá nửa thế kỷ mà chưa thấy bóng dáng thiên đường mù ở chỗ nào. Nhận thời gian qua thì Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi hệ thống chính trị phải nỗ lực lót ổ đại bàng khi thấy những tập đoàn đa quốc gia ở Trung Quốc dục dịch chuyển di chuyển vì những biến động địa chính trị khu vực trong thời gian tới. Ông sốt sắng chỉ đạo, đốc thúc nhưng có vẻ không ăn thua. Apple sau thời gian nghiên cứu và thăm dò đã quyết định lựa chọn Ấn Độ chứ không phải là Việt Nam. Việc này làm cho giới chóp bu Cộng sản Việt Nam tiếc nuối ngẩn ngơ. Một số nhân sĩ, giới chuyên gia như bà Phạm Chi Lan đã phân tích những nguyên nhân cơ bản từ bài học Apple. Tuy vậy thì nguyên nhân thì không mới và giải pháp thì không rõ ràng. Thực trạng nền kinh tế Made in Việt Nam. Xuất phát từ một nền tảng rất thấp và lạc hậu với đặc trưng nền kinh tế phi thị trường giống như các nước Cộng sản Liên Xô và Đông Âu trong những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có độ mở thị trường nhất định, tham gia nhiều các hiệp định thương mại quốc tế, tăng trưởng khá tốt ở mức hơn 6% trên năm và tỷ lệ giá trị xuất nhập cảng hiện chiếm đến khoảng 90% GDP. Điều đó được nhà cầm quyền coi là thành tựu to lớn, cũng là lý do chính, danh và quan trọng của thể chế vì nó đã có vai trò xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân. Nhưng cũng cần nhắc lại là thành tựu này xuất phát từ một thực tế. Sau khi thất bại thảm hại với mô hình kinh tế tập trung sau năm 1975 đến mức không còn cả bò bò để ăn, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là mở cửa nền kinh tế, bế quan, tỏa cảng, chấp nhận dỡ bỏ một phần gông cùm kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân và cho phép đầu tư nước ngoài. Tuy vậy thì nền kinh tế Việt Nam sau hơn 3 thập kỷ mở cửa từ năm 1986 vẫn chủ yếu là công nghiệp gia công cho các lĩnh vực may mặc, giày da, điện tử trong các tập đoàn đa quốc gia và cùng với việc khai thác tài nguyên thô và xuất khẩu lao động. Nền kinh tế tăng trưởng dựa vào việc mở rộng đầu vào và nguồn vốn, trong đó có chủ đạo đầu tư FDI và tư nhân. Cùng với việc gia tăng lực lượng lao động nhờ quá trình công nghiệp và đô thị hóa,
nhưng sự phát triển theo chiều rộng và nền kinh tế đến nay đang suy giảm vì hết dư địa và hiệu quả đầu tư hạn chế. Việt Nam chưa hề có thành tựu nào đáng kể trong các lĩnh vực cơ bản trọng yếu như luyện kim, cơ khí chính xác, vật liệu mới, năng lượng, tự động hóa, máy tính và những lĩnh vực của các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, và đồng thời là nền tảng cần thiết để tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các lĩnh vực như Internet, vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot, công nghệ nano và công nghệ sinh học điện toán. Không hiểu làm sao giới chức Cộng sản Việt Nam có thói quen đi tắt, ăn cắp, đón đầu và nhất định không chịu thừa nhận một thực tế rõ ràng rằng hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Với thứ tư duy đó, họ vẫn chưa làm nổi một con bu lông ốc vít đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho các tập đoàn như Samsung. Các quốc gia công nghiệp trên thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với thời gian và những cách thức tiếp cận khác nhau, nhưng đều phải trải qua lần lượt tất cả các cung đường phát triển đầy khó khăn. Phải mất ít nhất 3 thế kỷ như châu Âu thì lâu quá, học để giống như Nhật Bản và Hàn Quốc thì quá khó, nhưng địa chỉ đáng được học tập ngay cạnh Đài Loan, Malaysia, Thái Lan thì giới chức Cộng sản Việt Nam lại chê là không xứng tầm. Họ thích theo con đường trở thành một phiên bản thấp hơn của Trung Cộng. Và những tập đoàn như Huawei hay ZTE có lẽ là hình mẫu đáng ước mơ. Giờ đây thì không biết sự sụp đổ của những đế chế công nghệ tàu vì không mua được chip của Mỹ, không biết đó là bài học tốt cho giới chức Cộng sản Việt Nam hay không. Lợi thế chua chát nhân công giá rẻ đã không còn hấp dẫn giới đầu tư vì những nhược điểm cố hữu như trình độ, năng suất lao động quá thấp, cũng như tệ nạn tham nhũng trong giới chức cầm quyền không được cải thiện. Trong khi đó thì lợi tức nhân khẩu mất dần và viễn cảnh dân số chưa kịp giàu đã ra đang hiển lộ. Hệ sinh thái doanh nghiệp nghèo nàn ít khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất cả những điều khó khăn mà khiến cho Việt Nam mất dần sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài, với bằng chứng là sự tụt giảm vốn đầu tư FDI trong thời gian qua. Câu chuyện há miệng chờ sung đón dòng vốn FDI tháo chạy khỏi Trung Quốc thì còn quá sớm để biết được có bao nhiêu quả sung dụng vào mồm. Nhưng nếu Samsung vào một ngày đẹp trời quyết định chuyển về Ấn Độ thì nền kinh tế Việt Nam sẽ ngay lập tức trở lại với cái máng lợn vỡ thời điểm 2008. Thưa quý vị và các bạn, GDP của Việt Nam trong mấy năm nay tăng cao là nhờ một phần lớn vào tập đoàn của Samsung đã xuất khẩu đến gần 2% GDP cho Việt Nam. Nhưng số tiền đó có dành cho người Việt Nam tiêu dùng hay không, hay là chảy về Hàn Quốc? Chúng ta hãy đặt những câu hỏi và tìm những kết quả để thấy được GDP đó thực sự có đáng vui hay không cho một nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhờ vào FDI và đầu tư nước ngoài khá nhiều và xuất khẩu lao động. Chất lượng, năng suất và cấu trúc lao động mới là yếu tố quyết định để phát triển. Việt Nam là quốc gia có dân số đông đứng thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực. Tỷ lệ lao động trẻ chiếm đến gần 50% lực lượng lao động. Đây là một lợi thế lớn trong việc phát triển các ngành công nghiệp và gia công chế tạo, cần nhiều lao động. Tuy vậy thì chất lượng lao động của Việt Nam rất thấp. Trong khoảng 54,5 triệu lao động thì số lao động được đào tạo chiếm khoảng 22,37%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong số 22,37% lực lượng lao động được đào tạo trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10,82%, cao đẳng chiếm 3,82%, trung cấp 4,65% và sơ cấp chiếm 3,08% trong tổng lực lượng lao động. Đây là một cơ cấu đào tạo bất hợp lý khi tỷ lệ bậc đại học cao hơn nhiều so với trình độ trung cấp và sơ cấp nghề. Chưa kể đến là khả năng làm việc của sinh viên đại học sau tốt nghiệp, Việt Nam là một hạn chế về kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật lao động. Một báo cáo mới đây của Viện Khoa học Lao động Xã hội cho biết thì thống kê cho thấy là hơn 23% sinh viên đại học ra trường đã phải chấp nhận công việc thấp tương đương sơ cấp nghề của năm 2017 và tỷ lệ này đã lên tới 27% của năm 2019.
Tức là mỗi năm có khoảng 500.000 tân cử nhân tốt nghiệp thì khoảng 150.000 người sẽ phải đi làm công nhân nếu không muốn tham gia vào đội quân cử nhân thất nghiệp vào khoảng 200.000 người mỗi năm. Đó là kết quả thực tế, là một con số lãng phí khổng lồ và phi lý tới khó tin trong xã hội Việt Nam. Tỷ lệ được đào tạo thấp nhưng chất lượng đào tạo cũng rất yếu kém, lao động thiếu chuyên môn, chưa được đào tạo, các kỹ năng được trang bị không phù hợp, đòi hỏi với thị trường và nhiều lao động phải đào tạo lại là những lý do khiến cho năng suất lao động của người Việt Nam ở mức thấp nhất châu Á, chỉ bằng 1/5 lao động của Malaysia, 1/15 lao động của Singapore. Điều đáng nói là khoảng cách này không được thu hẹp sau hơn 3 thập kỷ mở cửa và hội nhập kinh tế. Chất lượng lao động thấp nên người lao động gặp khó khăn trong khi vì tìm việc làm và trong thị trường lao động chính thức. Trong số hơn 54 triệu lao động thì có tới hơn 18 triệu lao động tham gia ở thị trường lao động phi chính thức. Tỷ trọng lớn của thị trường lao động phi chính thức là vì thiếu công việc trong các ngành nghề chính thức cũng như khả năng đáp ứng công việc của người lao động là hạn chế. Thật khó tin nổi con số người tham gia kinh doanh đa cấp ở Việt Nam là hơn 1 triệu người, và trong thống kê của Tổng cục Thống kê, việc chạy xe Grab hay bán trà đá vỉa hè cũng vẫn được coi là những businessmen. Tỷ trọng của ngành nghề không chính thức có xu hướng tăng mạnh ở đô thị lên đến 43% trong những năm gần đây. Đó quả thực là một xu hướng đáng lo ngại. Đã có nhiều đánh giá khá khách quan về thực trạng đào tạo bất hợp lý và yếu kém này, nhưng các giới chức Cộng sản Việt Nam chưa làm gì để thay đổi được cơ cấu đào tạo cũng như việc cải thiện năng lực ngoại ngữ, tin học, chuyên môn cũng như kỹ năng mềm cho sinh viên. Thay vào đó thì việc chính trị hóa giáo dục bằng các khối lượng lớn kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhồi nhét với thời lượng ngày càng nhiều, 30% thời gian học trong 1 đến 1 năm rưỡi đầu đại cương ở bậc đại học thì bị lãng phí bởi những chương trình hoàn toàn vô nghĩa và vô giáo dục này. Không những thế thì Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang tiến tới phổ cập đại học toàn dân với việc cho phép mở tràn lan các trường đại học cao đẳng với quy mô đào tạo lên đến 1,5 triệu cử nhân ra lò mỗi năm. Rất nhiều trường đại học mở ra nhưng không có cả giáo viên lẫn sinh viên. Nhiều trường học trở thành bãi chăn thả bò như ở Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Việc duy nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo làm được là in và phát hành rất nhiều bằng cấp cũng như liên tục cải cách sách giáo khoa. Thiết nghĩ trước khi nghĩ đến cách mạng công nghệ 4.0 thì những thiên tài EQ của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ nên thực hiện cuộc cách mạng trong đào tạo giáo dục với phương châm thực học, thực dụng, thực nghiệp, hướng tới các tiêu chuẩn giáo dục tiến bộ của thế giới, loại bỏ các chương trình chính trị, giáo điều vô bổ. Việc coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, phân loại đào tạo hướng nghiệp từ sớm và cơ cấu lực lượng lao động cho phù hợp với nhu cầu kinh tế xã hội là điều cần thiết căn bản trong chiến lược phát triển lâu dài. Không có con đường nào để có thể đi tắt, ăn cắp đón đầu, và cả một nỗ lực để trở thành một phiên bản phát triển kiểu như tàu cộng cuối cùng cũng sẽ bị bế tắc. Tuy vậy thì dường như những giải pháp này có vẻ như quá khó đối với một bộ trưởng giáo dục nói còn ngọng cũng như với một ông thủ tướng cơ lờ mờ vờ. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây thì sự vắng bóng trên chính trường Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cho nhiều sự đồn đoán sức khỏe vị lãnh đạo quốc gia này đang chuyển biến nghiêm trọng. Hai sự kiện gần đây nhất để chứng minh ông Trọng gần như là không thể tỉnh táo để đến cho dù ngồi trên xe lăn, đó là đám tang của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu ta thấy ở các quốc gia dân chủ và phát triển, nguyên thủ quốc gia của họ gần như phải trình diện trước dân hàng ngày qua những hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, qua những kế hoạch chính sách và cam kết với dân trước đó. Nếu không đủ sức khỏe thì ít ra cũng cúi đầu trước dân và nói lời xin lỗi vì không đủ sức khỏe để phục vụ nhân dân tiếp tục nữa, giống như ông Thủ tướng Shinzo Abe ở Nhật thời gian vừa qua. Khi một quốc gia có hệ
thống dân chủ pháp trị thì mọi vấn đề về lãnh đạo gần như là minh bạch mọi thứ, từ tài sản đang sở hữu đến sức khỏe như thế nào, dân yêu cầu phải giải trình cho dân biết. Vậy mà vì sự vắng bóng quá lâu trên chính trường, Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1295 trên QĐ-TTG về danh mục bí mật nhà nước, lĩnh vực y tế. Quyết định này hồ sơ bệnh án, thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là tối mật. Hành xử của ông Trọng thể hiện cách hành xử của một tổ chức mafia thì đúng hơn là một nhà nước. Tại sao sức khỏe của các vị lại là tối mật, trong khi đó thì nhân dân đóng thuế, thuê các vị chứ đâu phải để ngồi trên đầu nhân dân. Một hành xử quá mất dạy, khinh thường dân. Sức khỏe của ông như thế nào để cho nhân dân biết mà lựa chọn người khác lên thay thế? Quốc gia đại sự không thể trao phó cho một người ngồi xe lăn không vững, không thể chọn người đột quỵ, càng không thể chọn kẻ ngồi xe lăn mà lại tham quyền cố vị, tham nhũng, quyền lực, bỏ rơi vận mệnh của dân tộc. Đang có quá nhiều chuyện cần người tỉnh táo đủ sức khỏe để đảm trách. Tôi nghĩ người tử tế không có ai hành xử mất dạy như ông Trọng cả. Ông Trọng nên học cách làm người tử tế, ít ra thì khi thấy sức khỏe không đủ thì nên từ chức đi. Làm sao có chuyện bóp cổ dân, bắt dân đóng thuế nuôi một kẻ chỉ ăn và nằm, còn không thể tự chủ như thế được. Trong khi đó thì dân hàng ngày phải ăn ve sầu bới thùng rác để kiếm ăn. Hôm qua thì báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng ông Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi thăm viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng tất cả các hình ảnh chúng tôi soi rất kỹ thì đó là những hình ảnh tư liệu, hình ảnh cũ, chứ thực ra không phải là hình ảnh thật. Nhưng mà tại sao khi mà ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đi thăm viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại sao không quay đưa lên truyền hình hoặc là có những video thực tế để cho người dân được theo dõi? Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đang ngồi trên lửa. Liên quan đến việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thể là người ký nhiều văn bản liên quan. Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 31 tháng 8 năm 2020, quá trình quản lý việc thanh toán tiền chúng đấu giá ngay khi công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, Tổng công ty Cửu Long đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông Vận tải có 12 văn bản chỉ đạo, trong đó Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký 3 văn bản chỉ đạo đều không đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí. Như ngày 31 tháng 8 năm 2015, ông Nguyễn Văn Thể ký văn bản số 11594 gửi Tổng công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh, nội dung chỉ đạo yêu cầu công ty Yên Khánh căn cứ thông báo kết luận của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao Tổng công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đến, ông Thể cũng ký văn bản cũng có nội dung tương tự. Khi Tổng công ty Cửu Long có báo cáo đề xuất chấm dứt hợp đồng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký tờ trình ngày 22 tháng 6 năm 2015 gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về tình hình thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong báo cáo này nêu rõ đến nay đã có đủ cơ sở để xem xét chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đối với công ty Yên Khánh. Ngày hôm sau thì 23 tháng 6, ông Đinh La Thăng có bút phê chỉ đạo đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng của hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước, Tổng công ty Cửu Long. Sau đó thì Nguyễn Văn Thể ghi ý kiến chỉ đạo tiếp theo bút phê của Đinh La Thăng, gấp yêu cầu Tổng công ty Cửu Long, vụ tài chính pháp chế, làm việc lại với công ty Yên Khánh thảo luận từng vấn đề cụ thể, có kết luận rõ ràng và dứt khoát. Để có lý do báo cáo sự chậm trễ và cấn trừ số tiền phải thanh toán, công ty Yên Khánh có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị về việc giao cho công ty Yên Khánh chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo Chợ Đệm thuộc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hình thức hợp đồng BOT hoặc BOT kết hợp với BT để tổng đầu tư 1.300 tỷ Việt Nam đồng. Ngay lập tức thì ông Đinh La Thăng đã nhiệt tình có bút phê vào tờ trình đồng ý
kính chuyển anh Thể giải quyết. Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp để chỉ đạo lập thủ tục phê duyệt dự án, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện phương án tài chính, ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chỉ định công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức BOT, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng ký nhiều quyết định không đúng quy định của pháp luật, họp hợp thức hóa các nội dung của công ty Yên Khánh đề xuất. Chắc chắn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đang ngồi trên lửa khi sai phạm ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang bị phanh phui. Nhưng đây cũng là bài học cho nhiều lãnh đạo đừng coi thường pháp luật, cố tình bảo vệ sân sau gây thiệt hại cho nhà nước thì sớm muộn thì cũng vào lo. Đồng nghiệp của ông Thể là ông Nguyễn Hồng Trường cũng chỉ đạo và đang là bị can. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.